Mình làm cái clip này clip thứ hai nói tới ông Trịnh Du nè. Ông động tôi nói thiệt với ông Du á, ông dẹp cái trò đồ mang tiểu nhân ông đi ông ơi. Dám chơi phải dám chịu nha Trịnh Du. Đồ mà cái clip đầu tiên của ông tôi post lên đó, ông chửi á, rồi vô fuck my mother đó, rồi fuck mẹ tôi đó. Ông để cái hình nền là cái hình của ông luôn á, mà tại tôi chưa kịp chụp hình lại. Hiểu không? Để cho thiên hạ công chúng người ta phán xét. Ông thấy người ta nhảy lên người ta chửi ông quá, ông đổi lại cái tờ là do do this your mother. Đồ mẹ ông là cái thằng hèn ông ơi. Ông hơi đâu mà ông đấu đá với tôi làm gì? Phải không? Ông đi kiếm tiền đi, ông đúng là cái thằng hèn. Ông muốn tôi chửi ông phải không? Tôi chửi ông luôn nè, hàng ngày luôn đó. Thay vì cái công việc tôi chửi cộng sản, nhưng mà ông thấy tôi thấy ông còn hèn hơn mấy dư luận viên nữa. Mấy thằng dư luận viên á, nó bỏ comment vô, hàng ngày tôi chửi cộng sản, nó bỏ comment vô, nó chửi tôi tùm lum á, nó không bao giờ nó sửa cái comment nó dám chửi người ta là nó dám chịu. Cuộc chơi là vậy chứ không phải cuộc chơi như cái thằng hèn như ông Trịnh Du được. Ông mới chửi đó, đụng má tôi á, mà go home fuck your mother rồi ông thấy bị hố rồi ông mới đổi comment được. Thấy không? Nó quay vòng vòng hoài. Sao? Tại tại mình bệnh á, mình uống thuốc cảm nhiều quá mình ngủ không được, mình uống cái thuốc thuốc cảm đó, nó làm mình ngủ không có được, mặt nó đỏ. Giờ mình nói tiếp cái cuối tuần đó, mình lấy ngày nghỉ mà mình nghỉ mấy ngày liên tục. Nó ông đúng, tôi đánh giá tại vì mấy đứa em của tôi nó đã nói với tôi rồi, ông là cái thằng nhục. Ông có cần nói danh danh tính ra không, mấy đứa em gái tôi không, đứa Emily với lại Jenny Tran á, ông đã từng lóc hai đứa tụi nó. Hai tụi nó có chuyện gì nó thắc mắc nó hỏi ông không trả lời được, ông lóc tụi nó luôn. Jenny với lại Emily đó, nó đã nói chuyện với tôi nghe là ông là một người đàn ông như thế nào. Nhưng mà tôi biết cái điều đó, tôi không biết, là tôi nghe qua một người là người thứ hai. Và hôm nay cái vụ bán cờ vàng này á, nó lòi ra. Ông Trịnh Du có nói Trịnh Du đó, Trịnh Du bán cờ vàng đó. Hồi nãy ông để comment lên và ông để cái hình nền avatar của ông lên đó, là cái hình của ông luôn đó. Tôi quên chụp hình lại. Ông comment là ông go home fuck my mother, là fuck mẹ tôi. Được chơi nãy tôi nói rồi. Giờ bây giờ ông thấy hố rồi ông sửa lại, go home do this your mother. Đồ mẹ cái thằng hèn. Chơi đéo dám chịu. Nhục. Tuổi già 50 rồi. Cứng cỏi cựa rồi. Già đời rồi sao nhục dữ vậy? Dám chơi là dám chịu chứ. Sợ gì mấy cái lời comment dư luận. Thằng nhục. Đồ má mày nhục, Vịnh Du tao chửi thẳng với mày luôn đó. Tao chửi đủ mẹ Nguyễn Phú Trọng được, mày là cái gì? Mày là cái gì? Thằng nhục. Sống tụ mẹ không có bản lãnh đàn ông xíu nào thua một con đàn bà. Đàn bà chân yếu tay mềm, người ta còn còn má còn dũng mãnh hơn mày nhiều. Chơi là phải dám chịu với Trịnh Du. Đừng bao giờ những cái hành động đổ má gà mái đó, bỏ đi từ đây chứ đi, đừng có lấy cờ vàng ra mà xạo nữa, lòi cái đạo đức giả rồi. Thằng nhục nhục nhục, dám để cái comment đó lại không? Henry hồi nãy chưa có chụp hình đó, nhưng mà cũng có một số người đã thấy, người ta chứng nhận ông đã nói là go home fuck your mother Henry rồi. Nhưng mà ông thấy hố, ông hố là ông chủ tịch hội đồng giám sát quần què gì đó, cho nên ông đổi cái sửa đổi từ rồi phải không? Nhưng mà ông vẫn bị lòi đuôi hà. Tại vì sao biết không? Tại vốn bản chất con người của ông không có thật thà, và thằng gà mái chơi đấy dám chịu.
Chửi người ta là phải có trách nhiệm. Đúng bản chất của người ông đúng vậy hay không? Nếu tôi chửi ông là tôi có trách nhiệm, tôi không có bao giờ tôi sửa đổi cái lời chửi của tôi cả. Tôi bị chúng trên Facebook quăng đá tôi cũng phải chịu nữa. Cuộc chơi Facebook là vậy chứ không phải nhục như cái ổ mái Trịnh Du gà mái. Nay mai Emily là đây nó nói ông luôn đó. Con Jenny chơi nó nói ông luôn đó. Hai đứa em gái tôi nó nói ông là một cái người đạo đức giả. Hồi xưa lúc Emily nó chưa có bạn bè kết friend nó nhiều, không biết nó nói chuyện gì với ông đó. Ông lóc đó, ông vờ luôn, ông chịu trả lời. Rồi ngày hôm qua hôm kia gì vô tình nó thấy Emily nó livestream với lại người buôn gió ông, mà gửi mấy xịt muốn kết nối với người ta, muốn làm livestream lại. Tại thấy Emily dạo này có số fan đông quá, ông muốn đủ mới dựa hơi giống như lần nữa. Cái trò của ông là dựa hơi đi livestream những người có số view nhiều để mới có chuyện. Nó đã đổi cái từ đó rồi, hiểu không? Cái chữ thề nó không có quan trọng. Thực sự cái luật chơi cái chữ thề nó không quan trọng, cái lời chữ thề. Nhưng mà cái tư cách của ông chơi là đủ má nhục. Ông đàn ông chơi không có đúng nét. Phải không? Ông không đúng nét thì tôi cũng chửi ông luôn đó. Đừng có nói ông rồi cái mặt nhục ông ra, ông là một cái thằng gà mái. Dám chửi là phải dám chịu với Trịnh Du nhục. Chơi mà chửi sửa luôn cái hình nền luôn. Hồi nãy cái hình ông avatar của ông là nguyên cái mặt móc của ông đổi lên luôn. Bây giờ tôi vừa mới kiểm tra lại comment tôi thấy ông đổi lời rồi. Ông lấy cái chữ đó ra ông chen vô, bỏ vô là go home do this your mother. Hồi nãy là ông nói là go home go fuck your mother, tại vì tôi bỏ vô cái comment cái trang đời tôi là fuck this. Đồ má ông chơi chữ với tôi á hả? Hả? Nhưng mà tôi không có thắng thua với ông đâu. Chi vậy? Ông đâu phải là kẻ thù của tôi. Phải không? Tại vì ông là ổ má cái thằng nhục, tôi thấy chướng mắt. Tôi mới chửi thôi. Cộng sản Nguyễn Phú Trọng mới là kẻ thù của tôi, hiểu không? Ông có rộng mà lấy giấy hay là giấy gì ông lao cái mặt, ông che cái mặt ông đi, vẫn lòi cái mặt tiểu nhân của ông, mặt hèn chơi với dám chịu. Lên Facebook tụi má kêu gọi đóng góp tiền hay buôn bán cờ thì hay lắm. Tụi má chơi lên Facebook này chửi vài ba câu, tụi má sợ quê trốn cái mặt móc trốn vô sửa comment. Đổi hình avatar, sợ nổ tung trên Facebook mất cái danh dự uy tín. Quên đi, cái đạo đức giả của ông vĩnh viễn không bao giờ che được đâu. Hiểu không? Đạo đức giả súc vật vẫn là súc vật và ốc khỉ vẫn là ốc khỉ. Đừng có lấy cái nhân cách trụ mà đội che cái đạo đức thối tha đó. Rồi một ngày họ cũng sẽ thấy thôi. Nếu mà có talk show với ông mà tôi nói chuyện live với ông, chỉ có chửi thôi chứ không làm gì cả. Nhưng mà họ đều thấy hành động của ông là kẻ trục lợi kiếm tiền. Và thằng hèn, thằng gà mái chơi không dám chịu. Hằng ngày em đi tao chửi nè, tao chửi Nguyễn Phú Trọng, tao chửi cộng sản nè, tao có sợ? Tao đâu bây giờ tao sửa comment đâu. Mấy đứa dư luận viên nó bỏ, nó chửi ngược lại Henry, tao còn chưa có sửa, tụi nó cũng không sửa nữa. Sao ông hèn quá vậy? Chơi gà mái là đủ má, ông là đủ má, nửa nạt nửa mỡ, còn thua thế hệ thứ ba nữa. Mấy người thế hệ thứ ba nó chơi còn danh minh chính đại không, nó chửi mà phải dám chịu, phải không? Phát là phát không có sợ, phải không?
Còn ông là ông có trí thức như Quỳnh Quốc Huy đó thì ông trốn đi, biến mất tiêu đi, đừng có lòi lên mặt Facebook mà ông má sửa comment làm cái trò tiểu nhân đó. Cũng đã có một số người người ta thấy rồi, tôi chưa kịp hình lại cái comment đó thôi. Nhưng mà ông không phải là đối thủ của tôi, không phải là kẻ thù của tôi, nhưng mà ông làm cái trò hành động súc vật đó đó. Sau này có Emily và con Jenny Strand, hai đứa em gái tôi ra nó chửi thẳng vô mặt ông đó. Hôm bữa nó cũng muốn lên nó nói rồi, nhưng mà nó nghĩ người cộng đồng mạng những cái lời chuyện nhỏ đó nó không muốn nói, đằng sau lưng nó cũng đã nói rồi. Ông là một thằng hèn chơi lóc con người ta luôn. Emily nó nói với tôi nè, hồi xưa ông không tiếp chuyện với nó, ông nói một hai lần không tiếp chuyện, sau này thấy nó ngồi livestream với lại người buôn gió, với lại sau này nó có một cái số fan đông quá, tại vì cô ta đi về Hà Tĩnh, cô ta làm những cái phóng sự đó, cô ta được cái tiếng tăm, ông mới thấy cô ta có nhiều viewer quá, ông mới đủ mới muốn kết nối làm livestream ông gọi đó. Thì biết ông là người nào rồi. Còn bây giờ người nói hãy tha thứ, biết sai thì sửa tốt rồi. Ông sửa hay không là tùy ông. Nhưng mà cái hành động rẻ mạt gà mái đó là ông má không xứng đáng cho một người đàn ông. Ha, có chửi thề thì chịu, không sao. Henry đâu bây giờ buồn đâu. Chửi chơi phát mai ma rồi chắc mẹ Henry nói nó cũng buồn đâu. Cái lực chơi Facebook là vậy. Nhưng mà cái lực chơi Facebook khi chửi rồi không phải tránh né, chửi là phải có trách nhiệm. Giống như cái vụ việc ông như cách nói Lâm Ngân Mai mà bán cờ vàng làm lùm chùm ở Việt Nam, ông cũng không có trách nhiệm nữa, ông trốn mất tiêu. Đúng không? Đúng không? Ông chưa ra ông đối chứng với Lâm Ngân Mai nữa. Đúng là ông là một người trốn trách nhiệm không? Và ông đi làm livestream với Thái Lan Vy, ông đi làm livestream với nhỏ bà luật sư nào bên Úc, ông làm mấy chuyện ô mẹ người trốn trách nhiệm, chửi ông trốn trách nhiệm, nhục hèn đàn ông gà mái là không có làm được cái trò trống gì cả. Đừng để ra đây mà làm chuyện chính trị, biến đi. Mới có một cái lời ông á, chửi thề sợ đổ sữa comment trốn mất tiêu, làm gì hả, chơi là phải chịu nhục hèn. Cũng có một số người họ đã chứng nhận cái comment ông rồi và ông đã sửa cái lời comment đó rồi, thấy không? Bởi vậy cái trò của ông á, ông lấy cờ vàng ra làm á, cờ thiên nó không có ủng hộ ông đâu, chẳng khác gì ông Đào Minh Quân cả. Những cái thứ trục lợi dựa hơi kiếm tiền càng đi xa là càng lầy thôi, càng lúng thôi. Tại vì cái tâm của ông đến với cờ vàng không có tốt thì họ không có ủng hộ ông làm cái trò đâu. Mai là ông chưa buông thần mà bán thánh như tụi cộng sản, ông mặc bụng mất buông thần mà bán thánh rồi thôi, chắc cái nghiệp của ông nặng lắm. Mai chỉ cái lá cờ thôi đó, mà ông sửa cũng sửa comment, sửa tới sửa lui thôi dẹp đi cái trò tiểu nhân của ông. Ồ, sau này ông không bao giờ ông lấy cái gì ông che được đâu. Đừng có đạo đức giả mà lên Facebook làm mình là một người ổn trượng phu, làm chuyện lớn chính trị buôn bán kiếm tiền xạo sự má, trốn trách nhiệm làm đã không nhận hàng. Bye bye bà con, chửi nó là tập 2 đó. Tôi mốt chửi, tao muốn chửi mày rụng má mày sạc nghiệp mày luôn. Nghề chửi là nghề của Henry nè Trịnh Du, muốn không? Chửi mày hàng ngày luôn á, tao chửi tao bệnh luôn rồi, thấy không? Má mà tao chửi cộng sản tao bệnh luôn á. Biến đi hàng hàng, Trịnh Du rụng má gà mái. Bye bye bà con. Tại vì Henry không muốn lên một lần nữa đâu, tại vì cái trò hèn của nó thấy súc vật quá, Henry lên chửi tiếp. Cũng có một số người đã chứng nhận ra hắn đã có sửa comment rồi và hắn đổi cái hình nền hắn rồi. Một người trên Facebook họ sẽ post lên thôi.
Henry chưa kịp chụp hình, hèn chỉnh du gà mái, biến đi cha. Đó ba bà con, để em chịu, chửi người ta là phải có trách nhiệm. Đúng bản chất của người ông đúng vậy hay không? Nếu tôi chửi ông là tôi có trách nhiệm, tôi không có bao giờ tôi sửa đổi cái lời chửi của tôi cả. Tôi bị chúng trên Facebook quăng đá tôi cũng phải chịu nữa. Cuộc chơi Facebook là vậy chứ không phải nhục như cái rụng mái chỉnh vô gà mái. Nay mai Emily là đây nó nói ông luôn đó. Con Jenny chơi nó nói ông luôn đó. Hai đứa em gái tôi. Nó nói ông là một cái người đạo đức giả. Hồi xưa lúc Emily nó chưa có bạn bè kết friend nó nhiều, không biết nó nói chuyện gì với ông đó. Ông lóc đó, ông vợ luôn, ông chịu trả lời. Rồi ngày hôm qua hôm kia về vô tình nó thấy Emily nó live stream với lại người buôn gió. Ông gửi mới xịt muốn kết nối với người ta, muốn làm live stream lại. Tại thấy Emily dạo này có số fan đông quá, ông muốn đủ mới dựa hơi giống như lần nữa. Cái chọn ông là dựa hơi đi live stream những người có số view nhiều để mới có chuyện. Mình làm cái clip này clip thứ hai, nói tới ông Trịnh Du nè. Ông động, tôi nói thiệt với ông Du á, ông dẹp cái trò đồ mang tiểu nhân ông đi ông ơi. Dám chơi phải dám chịu nha Trịnh Du. Đồ mà cái clip đầu tiên của ông tôi post lên đó, ông chửi á, rồi vô fuck my mother đó, rồi fuck mẹ tôi đó. Ông đợi cái hình nền là cái hình của ông luôn á, mà tại tôi chưa kịp chụp hình lại. Hiểu không? Để cho thiên hạ công chúng người ta phán xét. Ông thấy người ta nhảy lên người ta chửi ông quá, ông đổi lại cái tờ là do this your mother. Đồ mẹ ông là cái thằng hèn ông ơi. Ông hơi đâu mà ông đấu đá với tôi làm gì? Phải không? Ông đi kiếm tiền đi. Ông đúng là cái thằng hèn. Ông muốn tôi chửi ông phải không? Tôi chửi ông luôn nè, hằng ngày luôn đó. Thay vì cái công việc tôi chửi cộng sản, nhưng mà ông thấy, tôi thấy ông còn hèn hơn mấy dư luận viên nữa. Mấy thằng dư luận viên á, nó bỏ comment vô hàng ngày tôi chửi cộng sản, nó bỏ comment vô nó chửi tôi tùm lum á, nó không bao giờ nó sửa cái comment đó. Nó dám chửi người ta là nó dám chịu. Cuộc chơi là vậy. Chứ không phải cuộc chơi như cái thằng hèn như ông Trịnh Du được, ông mới chửi đó, đụng má tôi á. Mà go home fuck your mother. Rồi ông thấy bị hố rồi, ông mới đổi comment được. Thấy không? Nó quay vòng vòng hoài. Sao tại tại mình bệnh á, mình uống thuốc cảm nhiều quá mình ngủ không được, mình uống cái thuốc thuốc cảm á nó làm mình ngủ không có được, mặt nó đỏ. Giờ mình nói tiếp. Cái cuối tuần á mình lấy ngày nghỉ mà, mình nghỉ mấy ngày liên tục. À, ông đúng, tôi đánh giá tại vì mấy đứa em của tôi nó đã nói với tôi rồi, ông là cái thằng nhục. Ông có cần nói danh tính ra không mấy đứa em gái tôi không? Đứa Emily với lại Jenny Tran á, ông đã từng lóc hai đứa tụi nó. Hai tụi nó có chuyện gì nó thắc mắc nó hỏi ông không trả lời được, ông lóc tụi nó luôn. Jenny với lại Emily đó, nó đã nói chuyện với tôi nghe là ông là một người đàn ông như thế nào. Nhưng mà tôi biết cái điều đó, tôi không biết là tôi nghe qua một người là người thứ hai. Và hôm nay cái vụ bán cờ vàng này á, nó lòi ra. Ông Trịnh Du có nói Trịnh Du đó, Trịnh Du bán cờ vàng đó. Hồi nãy ông để comment lên và ông đẩy cái hình nền avatar của ông lên đó, là cái hình của ông luôn đó. Tôi quên chụp hình lại. Ông comment là ông kêu go home fuck my mother, là fuck mẹ tôi. Lực chơi nãy tôi nói rồi. Giờ bây giờ ông thấy hố rồi ông sửa lại go home do this your mother. Đồ mẹ cái thằng hèn. Chơi đéo dám chịu. Nhục. Tuổi già 50 rồi, cứng cỏi cửa rồi, già đời rồi, sao nhục dữ vậy? Dám chơi là dám chịu chứ, sợ gì mấy cái lời comment dư luận, thằng nhục.
Ủa, má mày nhục nhịn vô tao chửi thẳng với mày luôn đó. Tao chửi ủ mẹ huyện Phú Trọng được, mày là cái gì? Mày là cái gì? Thằng nhục. Sống ủ mẹ không có bản lãnh đàn ông xíu nào thua một con đàn bà. Đàn bà chân yếu tay mềm, người ta còn còn má còn dũng mãnh hơn mày nhiều. Chơi là phải dám chịu với Trịnh Du. Đừng bao giờ những cái hành động đổ má gà mái đó, bỏ đi từ đây chứ đi, đừng có lấy cờ vàng ra mà xạo nữa, lòi cái đạo đức giả rồi thằng nhục nhục nhục. Dám để cái comment đó lại không? Henry hồi nãy chưa có chụp hình đó, nhưng mà cũng có một số người đã thấy, người ta chứng nhận ông đã nói là go home fuck your mother Henry rồi. Nhưng mà ông thấy hố, ông hố là ông chủ tịch hội đồng giám sát quần què gì đó, cho nên ông đổi cái sửa đổi từ rồi phải không? Nhưng mà ông vẫn bị lòi đuôi hà. Tại vì sao biết không? Tại vốn bản chất con người của ông không có thật thà, và thằng gà mái chơi đó.